Vụ xuân năm nay, toàn tỉnh có kế hoạch gieo cấy trên 25.000 ha lúa, trong đó tập trung gieo cấy 100% diện tích trà muộn. Thời gian này, các địa phương, đơn vị và nông dân đang tích cực chuẩn bị điều kiện cần thiết để hoàn thành gieo cấy trước ngày 5 tháng 3 theo chỉ đạo của tỉnh. Do năm nay lập xuân sau Tết, vì vậy bà con nông dân có nhiều thời gian để chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ xuân. Vụ xuân này, tỉnh tiếp tục hỗ trợ 6 giống lúa chủ lực cho nông dân và hỗ trợ diệt chuột diện rộng. Toàn tỉnh phấn đấu năng suất lúa ước đạt trên 66 tạ một hecta, diện tích lúa chất lượng cao chiếm trên 70%. Hiện nay các diện tích đã được đổ ải, nông dân các địa phương đang tích cực làm đất gieo mạ để triển khai gieo cấy. Vụ xuân này, nhiều địa phương đã áp dụng mạ khay máy cấy nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động và để đảm bảo thời vụ năng suất, ngăn ngừa hiệu quả lúa cỏ phát sinh gây hại. Trung tâm giống nông nghiệp tỉnh đã sản xuất mạ khay và máy cấy được 250 hecta. Ngoài ra các huyện như Văn Lâm, Ân Thi, Phù Cừ cũng đã mở rộng diện tích. Ước vụ này, diện tích mạ khay máy cấy sẽ đạt trên 10%. Đến nay chúng tôi đã có hơn 30 hecta cấy bằng mạ khay máy cấy. Chúng tôi còn triển cấy bằng một là gieo xạ, hai là cấy mạ dược. Đang phấn đấu trong cái thời gian thuận lợi nhất thì từ nay đến hết tháng 2 chúng tôi sẽ cấy khép kín diện tích trong khung thời vụ mà chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện và tỉnh. Cùng với đó, một số địa phương đã chuẩn bị đất để gieo thẳng khi thời tiết ấm trên những chân ruộng chủ động tưới tiêu nước. Đến nay các địa phương đã gieo cấy được 1.500 hecta lúa xuân, đồng thời đang tích cực làm đất gieo mạ và các điều kiện khác. Theo kế hoạch của tỉnh, các địa phương cơ bản hoàn thành gieo cấy trong tháng 2, kết thúc gieo cấy chậm nhất ngày 5 tháng 3. Chúng ta là chủ yếu là cấy mạ lúa xuân muộn. Thì thời điểm tháng 2 là thời điểm thích hợp nhất cho lúa chỗ bông sau này. Đối với những cái giống mà có thời gian sinh trưởng từ 130 đến 140 ngày thì thời gian chỗ sẽ khoảng từ mùng 10 đến 20 tháng 5 thì nó vừa tránh được nóng gió tây, nên là thời điểm thích hợp nhất là chúng ta cấy trong tháng 2. Vụ lúa xuân luôn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất và sản lượng lương thực cả năm. Chủ động chuẩn bị tốt các khâu giúp đảm bảo sản xuất kịp thời vụ, phấn đấu đạt năng suất giá trị cao nhất trên diện tích gieo cấy.